khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn chịu ảnh hưởng của rìa xa bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc, nên sáng sớm và đêm trời se lạnh. Ban ngày trời có nắng, cường độ nhẹ. Vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục duy trì thời tiết xấu, mưa kèm theo gió giật mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, nên bà con ngư dân cần đặc biệt chú ý. Diễn biến thời tiết cụ thể ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Phía Bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc. Ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm 75 đến 80%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 70 đến 75%. Huyện Côn Đảo, ngày nắng, có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm 75 đến 80%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo, hôm nay có mưa rào và dông, tầm nhìn xa 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Thủy triều tại Vũng Tàu, ngày 19 tháng 12 năm 2022, nước lớn, mức nước cao nhất 410 cm vào lúc 22 giờ 30 phút và nước ròng, mức nước thấp nhất 250 cm lúc 5 giờ.